Chúng ta xem xét phương trình này ha. Có thể cái việc xác định cái nghiệm nghiệm của phương trình này một cách tường minh theo lambda là điều rất là khó hoặc là không thể ha. Hoặc là có thể biểu diễn nhưng mà thông qua một cái hàm khá là phức tạp, không quen thuộc, không sơ cấp. Tuy nhiên chúng ta có thể xem xét cái đặc tính tiệm cận nghiệm của phương trình này khi lambda tiến ra vô cùng ha. Thì ở đây người ta sẽ thấy được rằng nghiệm phương trình này có sẽ có tính chất sau f lambda này nhân log neve lambda trên cho lambda bằng 1 cộng cho epsilon h epsilon lambda, trong đó epsilon lambda sẽ tiến đến 0 khi lambda tiến ra vô cùng ha. Như vậy chúng ta sẽ có được f lambda là nghiệm phương trình đó. Thì bằng lambda trên log neve lambda nhân cho 1 cộng epsilon lambda. Như vậy là cái nghiệm của phương trình nó sẽ tiệm cận với lambda log neve lambda khi lambda tiến ra vô cùng ha. Nhớ đây giới hạn của epsilon lambda bằng không khi lambda tiến ra vô cùng. Bây giờ chúng ta thử xem xét kiểm chứng lại cái thông tin về tính duy nhất nghiệm của phương trình này ha. Mình làm nhanh để mình chứng minh f lambda lớn bằng 1 ha. Thật ra cũng không cần ha. Ở đây mình thử xem xét chứng minh f lambda của mình nó sẽ tiến ra vô cùng khi lambda tiến ra vô cùng ha. Rồi, việc kiểm chứng cái việc phương trình này có nghiệm duy nhất thì mình bỏ qua ha. Ta có bởi vì f lambda là nghiệm của phương trình này, thật ra là nghiệm duy nhất luôn ha. Ta thay f lambda vào tỏ mạch ha, f lambda cho 1 cộng log neve f lambda bằng lambda cái mỗi lambda lớn bằng 1. Đây là điều số 1 ha. Từ đây chúng ta thử rút ra, chúng ta xem xét xem cái giới hạn cần tìm này có thể biểu diễn như thế nào theo là theo cái thông tin này ha, tức là dùng cái thông tin này để chúng ta biến đổi lại. Chúng ta có f lambda trên lambda thì nó chính là một nghịch đảo của 1 cộng log v f lambda ha. Gì nữa? Ta cũng có luôn ha. Điều thứ nhất. Điều thứ hai. F lambda nhân log v lambda trên cho lambda thì bằng log v lambda trên cho 1 cộng log v f lambda. Rồi. Đây là điều số 2. Lát chúng ta sẽ xử lý tìm cái giới hạn này ha, thay vì cái giới hạn bên trái. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ thử và xem xét ha. Ở đây ta nhớ rằng dễ dàng thấy f lambda dương nè, 1 cộng log v f lambda cũng chắc chắn phải dương nè, bởi vì tích nó bằng lambda nè, con này dương, con đây cũng phải dương. Ta xem xét cái điều thứ hai. Chúng ta chú ý đến công thức sau, thực ra chúng ta dùng hai kết quả sau. Kết quả thứ nhất là một log v x ha. Hiển nhiên nó nhỏ bằng trừ một với mỗi ít lớn không ha, lớn bằng không cũng được, lớn không chứ, à lớn không. Ta dễ dàng có bằng thức này ha. Từ đó chúng ta đã suy ra được lambda nè thì bằng f lambda nè nhân cho 1 cộng cho log v f lambda thì nó nhỏ hơn bằng f lambda tất cả bình phương nè. Lưu ý rằng f lambda của ta dương ha. Từ đây chúng ta sẽ suy ra được f lambda lớn bằng căn bậc 2 lambda nè với mỗi lambda lớn bằng 1. Từ đây chúng ta dẫn đến giới hạn của
F lambda nè, thì lambda tiến ra vô cùng nè, thì nó bằng vô cùng nè. Đây là một cái thông tin quan trọng để một lát nữa chúng ta sẽ so sánh giới hạn của, tạm gọi là so sánh giới hạn của F lambda và giới hạn của log V F lambda ha. Mặt khác, từ cái đẳng thức số 1 nè, ta lấy log V hay V nè, chúng ta sẽ thay vào. Thật ra chúng ta có thể thấy được rằng chúng ta thay con lambda vào trong đây ha. Chúng ta thay con lambda này nè vào trong cái đẳng thức 2 nè, thì chúng ta sẽ có được điều sau. Tiếp theo, kết hợp 1 và 2 nha. Ta thay toàn bộ cái biến này thông qua con F lambda ha. Ta coi như đây là có một cái biến là lambda với F lambda ha. Chúng ta thay con lambda bởi cái vế trái này ha. Ta đặt y bằng F lambda nha. F lambda log b lambda trên cho lambda sẽ bằng lambda thay bởi cái vế trái này ha, trong đó y chính là F lambda ha, log b y cộng nhân chứ là một cộng cho log b y trên cho một cộng log b y, trong đó y nó chính là F lambda. Ta biểu diễn thông qua y ha, nhớ rằng y sẽ tiến ra vô cùng khi lambda tiến ra vô cùng ha, thì nó sẽ bằng một log nê ba y cộng cho log nê ba của một cộng log nê trên cho một cộng log nê. Từ đây chúng ta có thấy được rằng là cái giới hạn của cái hàm số này nè, khi lambda tiến ra vô cùng nó bằng bằng một ha. Ta chi tử mẫu cho log b, một cộng log b một cộng log b trên log b, mẫu là một trên log b cộng một. Vì giới hạn của log b 1 cộng x trên cho x khi tiến ra vô cùng nè bằng 0 ha. Chính vì thế chúng ta sẽ có được giới hạn log v 1 cộng log v y nè, tất cả chia log v y nè khi y tiến ra vô cùng nè thì nó bằng 0. Tôi ý rằng log v y nè tiến ra vô cùng khi lambda tiến đến 0 ha. Lambda tiến ra vô cùng. Nên giới hạn log v một cộng log v y, y là một cái hàm cho lambda nha, nên log v y thì tiến ra vô cùng, đây lambda tiến ra vô cùng thì nó bằng không. Ở đây chúng ta cũng có thể lưu ý thêm là giới hạn của log v y nè, lambda tiến ra vô cùng thì nó bằng vô cùng. Chính những điều đó chúng ta sẽ suy ra điều cần chứng minh ha. Giới hạn của F lambda log nuôi lambda trên lambda, lambda tiến ra vô cùng bằng một. Rồi, chúng ta đã chứng minh xong ha. Một cái đánh giá quan trọng để chúng ta giải quyết vấn đề ha. Đó chính là giới hạn của F lambda khi lambda tiến ra vô cùng bằng vô cùng nè, tức là cộng vô cùng nha. Ta biến đổi cái thông tin này, toàn bộ cái thông tin này thông qua F lambda nè. Cụ thể đó chính là đổi biến thành biến y ha. Vậy thay vì tìm giới hạn này theo lambda, chúng ta phải tìm giới hạn này theo y ha.
Tức là y nó sẽ tiến ra vô cùng khi lambda tiến ra vô cùng. Rồi, cơ bản chúng ta đã hoàn tất cái chứng minh. Ở đây chúng ta có sử dụng cái quả phụ này nữa nha.